Các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Hoa Vườn Nhà. Hôm nay rất vui xin chia sẻ với các bạn một cái chế phẩm, đó là cái nấm đối kháng Chico Đề Ma. Đây các bạn nhìn đây. Thì trong rất là nhiều cái video mình đã nói đến cái chế phẩm Chico Đề Ma, thì hôm nay mới lên được một video giới thiệu với các bạn. Cái chế phẩm Chico Đề Ma này nó rất là tốt cho các cái loại cây trồng, hoa, cây cảnh. Nó có cái tác dụng là thứ nhất là xử lý đất, xử lý các cái loại phế phẩm nông nghiệp, và nó có một cái tác dụng để chữa bệnh khá là tốt, đó là chữa bệnh vàng lá trên cây và thối rễ trên cây, cực kỳ hiệu quả nhé. Như các bạn đã biết thì với hoa hồng nói chung và các cái loại hoa cây cảnh rau màu nói riêng, thì cái bệnh vàng lá và cái bệnh thối rễ là hai cái bệnh thường thường nó hay xảy ra khi mà thời tiết nó ẩm thấp, mưa nhiều, nó sẽ rất là dễ xảy ra hai cái bệnh này. Sau những cái trận mưa kéo dài, sau những cái trận nồm ẩm kéo dài, sau những cái đợt thời tiết bất lợi, ví dụ như nắng quá hoặc là lạnh quá, thì nó cũng rất là dễ gây ra nấm bệnh cho cây trồng, đặc biệt là các loại hoa mà chúng ta thường thường trồng để chơi trong vườn. Thì cái Chico Đề Ma này nó là một cái dạng nấm đối kháng, nó có thể khắc phục được những cái điều đó. Đấy, nó rất là hay nhé. Chico Đề Ma này nó là một dạng vi sinh. Thế cho nên là nếu mà các bạn dùng cái Chico Đề Ma này thì sau một tuần thì các bạn hãy dùng các cái loại chế phẩm hóa học như là thuốc trừ sâu nhé các bạn nhé. Chúng ta tuyệt đối không nên pha thuốc trừ sâu vào cái chế phẩm Chico Đề Ma này nhé. Bởi vì ấy, khi mà các bạn sử dụng các cái loại thuốc trừ sâu, các bạn pha vào các cái chế phẩm này thì nó sẽ làm chết những cái con vi sinh vật có trong cái chế phẩm này. Nó là một trong những chế phẩm khá là tốt, khá là hiệu quả, có thể sử dụng để rắc lên gốc cây, lên chậu cây, hoặc cũng có thể sử dụng để pha nước để tưới. Thì cái thành phần ấy thì nó chủ yếu nó được công bố là gồm Bacillus và Subtilis, là những cái thành phần khá là tốt. Đây, các bạn nhìn đây. Với cái nấm đối kháng Chico Đề Ma này, nó có tác dụng là đối kháng nấm, chống thối rễ, cân bằng độ pH của đất, giải độc đất, làm giàu mùn, giúp ủ rơm dạ này, ủ phân chuồng này, vỏ lạc, cà phê, chấu, rất là hiệu quả nhé. Và các bạn đã biết là cái nấm đối kháng Chico Đề Ma này được rất là nhiều công ty hiện đang sản xuất. Nó cũng giống như là phân NPK ấy. Ví dụ như có công ty Bình Điền sản xuất này, Đạm Phú Mỹ sản xuất này, công ty Lâm Thao sản xuất này, phân Đạm Bắc Giang sản xuất này, vân vân. Rất là nhiều cái thương hiệu họ làm. Tuy nhiên ấy, tất cả những thương hiệu nó đều chung những cái thành phần như thế này thôi. Chỉ có điều là cái hàm lượng nó là bao nhiêu thì mỗi một công ty họ sẽ cân đối có một cái hàm lượng nhất định. Và các bạn yên tâm là các bạn mua bất cả một cái chế phẩm nào ở một công ty nào, cứ miễn là cái hàng chính hãng, thì các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm sử dụng rất là ok nhé. Bởi vì tất cả những công ty họ sản xuất ra các cái chế phẩm này, họ đều có đăng ký rồi, họ được kiểm định, được nhà nước cho phép rồi, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Thì nếu mà các bạn đam mê trồng cây, trồng hoa cây cảnh ấy, thì các bạn không thể bỏ qua những cái chế phẩm này. Nếu mà các bạn mà làm các cái loại dịch mà mình đã hướng dẫn các bạn ấy, ví dụ như dịch chuối, dịch nha đam, hoặc là ủ trứng, ủ cá, thì các bạn có cái chế phẩm Chico Đề Ma này, các bạn cho thêm vào thì nó tuyệt vời hơn rất là nhiều luôn. Men vi sinh nó sẽ tăng rất là cao nhé. Nó sẽ giúp cho phân hủy các cái xác động vật, phân hủy các cái thực vật khô mục cực kỳ tốt luôn. Và cái liều lượng sử dụng thì các bạn nhìn đây, cái gói này là 1 kg. Cái gói này là 1 kg, thì theo công bố của nhà sản xuất ấy, thì 2 kg thì các bác có thể ủ cho 1 mét khối rác thải. Nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng hai cái gói như thế này. Chúng ta rắc đều trên 1 mét khối rác thải và chúng ta đậy kín, ủ giữ ẩm trong vòng tầm 1 tuần, thì rác thải nó sẽ hoai mục và chúng ta sẽ mang bón cây. Đấy, khá là hiệu quả luôn. Còn nếu mà
các bạn pha nước để tưới cây ấy thì các bạn có thể pha theo cái tỷ lệ như công bố trên cái bao bì này này. Các bạn dùng 1 kg này các bạn có thể pha đến 200 lít nước. Đấy, một gói này các bạn có thể pha 200 lít nước để tưới cho cây. Các bạn cũng có thể xịt lên tán cây, tuy nhiên ấy cái Trichoderma này nó sẽ rất là thích hợp khi các bạn tưới vào gốc cây, đặc biệt là những cái cây mà trồng trên chậu ấy. Rất là hiệu quả nhé. Thì nếu mà các bạn có một cái thùng sơn 20 lít thì các bạn sẽ lấy 100 gram, tức là một lạng ấy, 1/10 của gói này này. Các bạn pha ra, các bạn tưới đều vào các gốc cây này thì nó sẽ giúp cây nó tránh hiện tượng bị nghẹt rễ, thối rễ và giúp cây không bị vàng lá. Các bạn cũng hoàn toàn có thể là lấy nguyên cái bột này các bạn rác lên. Tuy nhiên ấy, cái nấm đối kháng Trichoderma này nó cần giữ ẩm tầm 1 tuần, cho nên là theo như mình ấy, thì các bạn nên pha đều ra nước các bạn tưới thì nó sẽ ok hơn và nó sẽ làm tơi xốp đất nhé. Các bạn lưu ý cái nấm Trichoderma này nó sẽ làm cho đất tơi xốp, làm kích hoạt các cái vi sinh vật ở trong đất, nó phát triển, nó làm cho đất giàu dinh dưỡng hơn và nó có lợi cho các cái vi sinh vật đang có trong đất nhé các bạn nhé. Và những cái cây hoa hồng ấy nó rất là hay bị bệnh vàng lá và bị bệnh thối rễ nhé. Vàng lá thì dẫn đến cái cây nó sẽ rột dần rụng hết lá và cây nó sẽ héo dần và chết. Còn thối rễ thì nó sẽ khiến cho cái cây rất dễ bị bỏ cành, bỏ thân, làm cho cái cây nó bị suy kiệt dần và nó cũng chết. Đấy. Thì thay vì việc các bạn dùng các chế phẩm hóa học rất là độc hại thì các bạn có thể sử dụng cái chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma này để bón cho các loại hoa cây cảnh, nhất là hoa hồng trong vườn. Thì một gói này nó cũng chỉ tầm 35 đến 50 nghìn thôi, tùy hãng, tùy thương hiệu, rất là rẻ. Các bạn có thể đặt hàng trên Shopee rất là nhiều luôn. Đấy, rất là cái này rất là tiện nhá. Đấy, mình nhắc đến rất là nhiều cho các bạn cái nấm đối kháng Trichoderma này. Tuy nhiên hôm nay mới lên video chính thức để cho các bạn theo dõi. Thì các loại vi sinh vật mình vừa nói đến ấy là Bacillus subtilis. Trichoderma này thì nó tạo ra các cái enzyme kháng thể. Theo nhiều tài liệu thì nấm đối kháng Trichoderma này nó tiết ra hoạt chất kháng sinh, đối kháng và tiêu độc nấm bệnh tuyến trùng gây hại cho cây trồng. Ví dụ như cái bệnh u rễ này, thối rễ này, xì mủ này, chết dây này, rụng đốt này, chết nhanh này, chết đậm này, trắng lá này, xanh gân lá này, thúc đẩy vi sinh vật có ích phát triển này, cải tạo đất này, phân hủy chất hữu cơ, giúp kích thích da rễ mạnh, giúp xanh lá. Đấy, các bạn nhìn nhá. Nó có rất là nhiều cái tác dụng như vậy. Cho nên là mình hôm nay chính thức chia sẻ với các bạn cái nấm này. Và các bạn hoàn toàn có thể ra các cái cửa hàng bảo vệ thực vật, các cái cửa hàng hoa cây cảnh các bạn hỏi mua nhé, bất kể một hãng nào cũng được. Hoặc là các bạn có thể đặt hàng trên Shopee, mình thấy cũng khá là nhiều. Đấy. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm clip trên kênh Hoa Vườn Nhà. Mình giới thiệu cái nấm đối kháng Trichoderma này để chữa bệnh thối rễ, chữa bệnh vàng lá trên hoa hồng và các loại hoa cây cảnh cũng như rau màu khác. Thì nếu mà các bạn muốn sử dụng cái này để cho đất ấy, thì một gói này thì các bạn có thể trộn với cái phân NPK, các bạn rác cho một sào đất, tức là 360 m². Đấy, một gói nhá. Trộn đều một phân NPK để rác cho nó đều. Không, các bạn cầm một gói này các bạn không thể rác đủ được một sào đâu. Hoặc là các bạn có thể xịt cái này mà cho vào bình bơm nó hay bị tắc, các bạn có thể hòa ra cái thùng sơn ấy, xong các bạn lấy cái bơm các bạn xịt. Đấy. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm clip trên kênh Hoa Vườn Nhà nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà, nhấn vào nút chuông, nhấn thích video và để lại comment. Nếu các bạn có câu hỏi nào thì các bạn cứ để lại comment, mình sẽ giải đáp, cùng trao đổi, giao lưu học hỏi với tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.